Thông tin được xem tại trang web mthi.tuyển sinh247.com. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố phương án tuyển sinh năm 2020. Năm 2020, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xét tuyển theo 3 phương thức, trong đó trường xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá nhân trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo dự kiến phương án xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 của học viện như sau. 1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông năm 2020. Ngưỡng đảm bảo chất lượng, học viện sẽ công bố sau khi có kết quả thi trung học phổ thông. Xét điểm trúng tuyển theo từng ngành và không có điểm chênh lệch giữa các tổ hợp bài thi, môn thi trong cùng một ngành. Xem thêm về điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông các năm gần đây. Điểm chuẩn vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2019, cơ sở đào tạo phía Bắc. Mức điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2019 thấp nhất là 17 điểm và ngành cao nhất là 24,10 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn các ngành bên dưới. Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Bắc có mã trường là BVH năm 2019. Xét điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia, mã ngành 7320104, tên ngành Truyền thông đa phương tiện, tổ hợp môn A00, A01, D01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 22,7. Mã ngành 7329001, tên ngành Công nghệ đa phương tiện, tổ hợp môn khối A00, A01, D01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 22,55. Mã ngành 7340101, tên ngành Quản trị kinh doanh, tổ hợp môn khối A00, A01, D01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 21,65. Mã ngành 7340115, tên ngành Marketing, tổ hợp môn khối A00, A01, D01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 22,35. Mã ngành 7340122, tên ngành Thương mại điện tử, tổ hợp môn khối A00, A01, D01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 22,45. Mã ngành 7340301, tên ngành Kế toán, tổ hợp môn khối A00, A01, D01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 21,35. Mã ngành 7480201, tên ngành Công nghệ thông tin, tổ hợp môn khối A00, A01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,1. Mã ngành 7480202, tên ngành An toàn thông tin, tổ hợp môn khối A00, A01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 23,35. Mã ngành 7510301, tên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, tổ hợp môn khối A00, A01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 21,05. Mã ngành 7520207, tên ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, tổ hợp môn khối A00, A01, điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 21,95. 3. Xét tuyển kết hợp. Năm 2020, Học viện triển khai phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế hoặc thành tích cá nhân trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi. Cụ thể như sau. Đối tượng 1. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1130 trên 1600 trở lên hoặc ACT từ 25 trên 36 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên. Đối tượng 2, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn tính đến ngày xét tuyển đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL IBT 65 trở lên hoặc TOEFL ITB 513 trở lên và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên. Đối tượng 3, thí sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các môn toán, lý hóa, tin học, tiếng Anh và có kết quả điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên. Hướng dẫn và thông tin cụ thể cho các phương thức tuyển sinh học viện sẽ thông báo chi tiết sau và được công bố trong đề án tuyển sinh của học viện.
Phần điểm tin của kênh đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh và các bạn đã lắng nghe. Xin mời quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo sẽ được cập nhật về tình hình xét tuyển đại học năm 2020 của tất cả các trường đại học. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.